Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cường Khúc Cách sẽ chia sẻ với các bạn cách làm kem đậu xanh. Đó, mùa hè sắp đến rồi nè các bạn. Nếu mà nhà các bạn có mấy đứa con nít á, làm kem đậu xanh cho tụi nó ăn, chắc chắn là tụi nó sẽ rất là thích luôn. Đó, trong cái video ngày hôm nay á, Cường Khúc Cách sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức và cách làm cái món kem đậu xanh này nha. Ăn cái kem này á các bạn, nhớ hồi nhỏ là một cái kem đậu xanh như là mình mua chỉ có 500 đồng thôi, mà ăn rất là ngon luôn lúc còn đi học á. Bây giờ lớn rồi ăn lại cái kem này nhớ lại hồi nhỏ lắm. Và kem mà mình làm ở nhà thì nó ít ngọt hơn, ít ngọt và nó ít béo hơn là kem mua bên ngoài, nên ăn nó rất là ngon. Nhiều khi là mình mua kem bên ngoài mình sợ người ta bỏ đường hóa học rồi ba cái chất tạo màu, mình làm ở nhà như thế này thì ăn nó ngon và nó an toàn hơn. Nếu như mà các bạn thích món kem đậu xanh này thì hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn cái công thức và cách làm để ai cũng thể dễ dàng thành công nhé. Và để làm cái món kem đậu xanh á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là đậu xanh còn vỏ và đậu xanh cà vỏ. Đậu xanh còn vỏ thì mình dùng là 50g và đậu xanh cà vỏ thì các bạn dùng là 30g nha. Khoảng 50g cái đậu xanh này và 30g cái đậu xanh này. Thì phải có hai cái này thì mình ăn nó mới ngon. Cái này thì chút nữa các bạn chừa là một ít để mình cho vào trong cái kem. Khi mà các bạn ăn cái hạt đậu xanh á, nó sẽ bùi bùi, nó mới béo, nó thơm, nó rất là ngon. Rồi ngoài ra thì mình cần thêm sữa đặc nè nha, sữa đặc để mình tạo cái vị ngọt. Sữa tươi, ở đây là mình có là 100ml sữa tươi. Và nước cốt dừa thì mình cho khoảng 30g thôi. Các bạn cho nhiều quá nó béo, ăn rất là ngán. Ngoài ra thì mình cần thêm một chút xíu vani cho nó thơm và lá dứa để tạo màu xanh. Nếu như mà các bạn không có sử dụng cái lá dứa này thì cũng được, nhưng mà cái kem mình á, nó không có được xanh đẹp nha, nên là mình sử dụng thêm cái lá dứa này. Rồi bây giờ về cái hai cái đậu xanh này nè. Sau khi mà các bạn ngâm á, thì các bạn nấu cho nó chín. Ngâm rồi các bạn rửa sạch ha, mình sẽ nấu chín. Cái đậu xanh mà người ta cà vỏ rồi thì các bạn ngâm khoảng 2 tiếng thôi. Nhưng mà cái đậu xanh mà còn vỏ này thì mình ngâm ít nhất cũng phải 4 tiếng nha các bạn, thì nó mới nở cái hạt đậu xanh ra được, mình nấu mới nhanh. Còn các bạn để nguyên cái hạt đậu xanh khô á, mình nấu lâu lắm. Rồi trong thời gian mà đi nấu đậu xanh thì bây giờ mình sẽ đi xay lá dứa. Lá dứa thì các bạn xé nhỏ nhỏ ra. Lá dứa hay ở ngoài miền Bắc còn gọi là lá nếp á các bạn. Rồi mình cho vào đây một chút xíu nước, đủ để cho nó xay cái lá dứa thôi, mình đừng cho nhiều quá. Rồi bây giờ các bạn thay nhuyễn này ra rồi mình vắt nha. Vắt mình lấy cái phần nước màu xanh á. Rồi về cái đậu xanh này nè, sau khi mà các bạn đã nấu cho nó mềm rồi đó, thì bây giờ mình trộn hai loại lại với nhau khoảng 1/3 chén thôi. Thì cái phần đậu xanh này mình sẽ múc, mình cho nó vào trong cái phần đáy của cái khuôn đó các bạn, để khi mà mình ăn thì cái phần đầu này mình sẽ có đậu xanh nè, còn phần trên thì là cái phần nước đậu xanh rồi sữa tươi và nước cốt dừa ha. Nó mình múc một ít mình cho nó vào trong cái phần khuôn ở dưới đáy đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu xanh ha, cho vào trong cái xì sinh tố nha. Các bạn cho đậu xanh cà vỏ rồi đậu xanh còn vỏ luôn. Bây giờ mình sẽ đổ vào đây là 1/2 chén nước lá dứa. Và khi đổ vào thì mình đổ từ từ ha các bạn, tại vì cái phần cặn nó lắng ở phía dưới đáy chén á, mình đừng có đổ nó vào. Đó, cái phần cặn này nè mình bỏ đi. Rồi các bạn cho vào đây là 100ml sữa tươi. Nước cốt dừa thì các bạn cho mình là 2 muỗng canh nước cốt dừa. Rồi cuối cùng là cái sữa đặc thì các bạn cho tùy thích. Các bạn muốn ăn kem nó ngọt nhiều thì các bạn cho nhiều sữa đặc nha. Các bạn cho khoảng 50g đến 70g sữa đặc. Còn nếu mà các bạn không có sữa đặc thì các bạn cho đường cũng được. Rồi bây giờ các bạn sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này lên, rồi các bạn bắt lên bếp các bạn nấu. Rồi bây giờ các bạn cho mình vào đây là một thìa cà phê vani nha, cho nó thơm. Bây giờ các bạn nấu cho cái hỗn hợp đậu xanh và sữa này nó hơi ấm lên là được rồi, các bạn không cần phải nấu sôi. Chủ yếu là mình nấu cho nó chín cái phần sữa đặc đó các bạn. Các bạn thấy nè, kem đậu xanh mình làm ở nhà nó thơm và cái màu rất là đẹp luôn đúng không? Rồi sau khi mà các bạn nấu cho nó hơi ấm lên là được rồi, thì bây giờ mình sẽ chế vào trong những cái khuôn này, rồi các bạn cho nó vào trong ngăn đá tủ lạnh nha. Mình để khoảng 5-6 tiếng gì đó các bạn, thì nó sẽ đặc lại thành kem. Những cái khuôn kem này thì các bạn có thể là mua trong siêu thị hoặc là ở chợ người ta cũng có bán. Đây bây giờ mình đậy mấy cái khuôn kem vô ha các bạn ha, mấy cái que nè. Rồi thì đây là những cái cây kem đậu xanh mà mình đã cho nó vào trong ngăn đá tủ lạnh rồi. Các bạn cho nó vào ngăn đá khoảng như mình thường á, mình làm là mình để qua đêm luôn. Ví dụ như chiều nay mình làm là mình để qua đêm thì sáng ngày mai là mình sẽ có kem đậu xanh mình ăn. Đây là mình đẩy cho các bạn xem nè. Nhìn ngon ghê không các bạn? Và làm ở nhà thì rất là dễ luôn.
Thì cái phần ở dưới này thì có đậu xanh còn vỏ và đậu xanh cà vỏ luôn. Mình ăn cái hạt đậu nó sẽ bùi bùi bé béo rất là thơm. Đó, còn phần bên dưới này là cái phần đậu xanh xay nè. Một cái mẹo để lấy kem ra cho nó dễ là các bạn có thể là các bạn rửa với nước cũng được, rửa nó nước xung quanh này nè cho nó bớt cái đá đi thì mình sẽ lấy kem ra rất là dễ luôn. Thì hy vọng là qua cái video này Cường Khúc Kích đã chia sẻ với các bạn cái cách làm kem đậu xanh tại nhà. Hy vọng là các bạn sẽ thích món kem này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.